Hello, xin chào mọi người nha, chào mọi người đến với channel của mình nha, mình là chơi game ha các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tựa game Terraria với cái mod thời điểm rồi, hôm nay tầm 6 ha. Thì các bạn yêu cầu mình nghe video nha nha, xả láng luôn ha. Rồi ok, nay tiếp tục với tập 26 thì tập tới chúng ta đã đánh mấy con Mimic kiếm được khá nhiều đồ hấp dẫn như là cây đinh ba này ha các bạn. Và cho đánh con boss Distur ha các bạn. Được một số món đồ để trong cái bộ giáp này các bạn, bộ giáp Rui Pax ha. Đây là bộ giáp để cho đẹp thôi bạn ơi, nhìn nó rất là ngầu phải không? Đấy. Và nói chung thì đánh mấy con Mimic hiện bạn thấy nó sẽ được rất là nhiều đồ hấp dẫn, là rất là mạnh nữa. Nè. Súng này khá là khoái luôn ha các bạn. Có súng điện này nữa ha. Khá là khoái luôn, rồi cái đinh ba này cũng khá là khoái các bạn, chọt quá đã luôn ha. Đấy, nói chung là tập tới thì cũng khá nhiều đồ mới mẻ, hấp dẫn, hay ho, vui nhộn, rồi độc lạ, rồi tùm lum bú xua luôn ha. Rồi nói chung là tiếp tục thì tập hôm nay chúng ta sẽ đánh hai con boss là con boss Twin và con Skeletron Prime các bạn. Nói chung là giờ thì 3 giờ chiều rồi, cũng sắp tối rồi, giờ mình chuẩn bị đánh lẹ nè. À quên, nãy trước khi mình quay thì có cái đêm lúc mua mình đánh luôn bạn ơi, đậu xanh chứ quay lúc mua tới hù à, cho nên không quay. Đây thì đánh được cho mình cái súng canon nè. Đánh cái số này bắn ra cái đấm các bạn, đấm vỡ mồm luôn chứ giỡn. Cái này thì bản thường cũng có rồi, chắc bạn đã biết rồi, còn cái này nó mới bên mod mới có này các bạn. Đây là cái ratchis battle horn ha, cái kèn chiến đấu bị hư gì đó, bị bể, bị nứt ha. Đấy, nói chung là cái kèn này thì bạn đánh mấy con chó sói hư húi thì sẽ có ha, mấy chó sói hư đốn đó các bạn ơi. Đây chúng ta sẽ bấm chuột phải để ta xài và ta bấm R để chúng ta sẽ cưỡi một chó sói các bạn đó, ta cưỡi một con chó sói hư húi ha. Đấy, tập tướng đã xích đao nó vài phát ha. Nói chung là con này tỷ lệ ra cũng dễ thôi, giết nó thì hơi xui sẽ có thôi. Bởi vì tốc độ chạy nó thì khá là nhanh phải không? Nhanh vãi chưởng luôn, chứ phải nhanh thường đâu. Đây mình sẽ test tốc độ cho các bạn coi, nó chạy mới đầu chạy thì nó chạy chậm, nó bắt tướng từ từ nó chạy nhanh lên để phải không? Nó con chó cưng của mình chạy còn không kịp, mà đây chó này chó sói à, chó cưng mình kìa, nó bỏ chó cưng mình đi tiêu luôn, vãi chưởng chạy nhanh kìa phải không? Đấy, nói chung là chạy rất là nhanh luôn. Thôi nghĩ cho mình cưỡi sói đi cho nó ngầu ha, mình kệ để con này vô đi ha. Con này mình thấy nó bay chậm kìa cho nên mình khá là gầu á. Với còng kềnh của mình nó vác nguyên xe mình chở mình đi nên còng kềnh quá, cho nên thôi mình sẽ chuyển qua mình cưỡi sói đi ha các bạn. Đây. Cưỡi sói cho lẹ ha. Đấy, rất là hợp lý luôn. Mà khoan, trời sắp tối là lẹ chuẩn bị làm đồ đánh boss nào. Ôi cây sói đi cưỡi nhanh thật sự luôn ơi. Cất mấy đầu vô đi ha. Teo. Tập tức thì mấy con đệ vô nữa ha các bạn. Quá chừng đệ mạnh luôn. Thêm hai con đệ mới của mình, lát mình sẽ dùng nó để đánh mấy con boss kia ha, nó giúp mình ha. Cái gương mà để đồ nó tên này, cái đầu xanh này chứ. Thật là vãi đái. Ở đâu ta? Holy shit. À đây rồi. Có cuốn sách vô đi các bạn. Rồi ok, ngon lành, có cái súng vô nữa là xong. Súng này. Rồi mấy giờ? 4 giờ chiều rồi, giờ mình làm mấy đồ từ hồi boss là vừa hai tối mình đánh boss luôn. Không nói nhiều dây dưa với mấy boss này nữa rồi. Mình sẽ đánh nốt 3 con boss mình chết luôn ha, lát mình sẽ có mấy cái hướng mà cần làm nữa. Bây giờ mình làm luôn đi. Đây. Khi mà chúng ta đánh một trong số 3 con boss cơ khí thì NPC này đây là NPC gì mình cũng không biết mà nó đang là tên Giang. Thì mình sẽ bấm vô nó, mình bấm shop thì nó sẽ bắt đầu nó bán cái AL Staff ha, 91 Summon Dam, thì Summon Dam nó rất là lớn. Đây. Này là 35 ba mấy 4 mấy Summon Dam thôi, nhưng mà cái này thì nó phải đái, cái này 98 Summon Dam đó các bạn. Hơi bị nhiều luôn á. Cái này mấy cái này là để tiêu hồi để là nó tính bên Medium ha, còn cái này là nó tính là mấy con Sentry á, mấy con lính đó các bạn. Nó tính khác với mấy cái này ha, cho nên tiêu hồi thoải mái. Còn quên nữa, nó có bán cái này đó mình quên mua rồi. 5 giờ chiều rồi, lẽ còn làm đồ đánh boss nữa. Đây. Nó còn bán thêm cái này cross necklace này nữa nè. Cái này thì bản thường cũng có ha, các bạn đã biết công dụng này, bạn không biết thì mình giới thiệu luôn. Thì cái này sẽ có cơ hội để chúng ta bất khả chiến bại trong một khoảng thời gian nhỏ. Cho mà đánh boss thì rất là hợp lý ha, rất là thích hợp để đánh boss luôn á. À mình nhớ là mình cái này đấy, mình sẽ review cho bạn coi cái đệ nó như thế nào ha. Đầu xanh được cái moderate luôn là mạnh vãi chưởng, là sao mình hơn với ta, mua được cái moderate luôn à. Còn cái này thì mình nhớ không nhầm thì nó còn nâng cấp lên được á, mình có cái độ nâng cấp nó luôn á. À đây. Chúng ta có thể hợp với cái áo khoác này, ta có thể nâng cấp lên được cái này đây các bạn. Cái dòng này nè. Đây, dòng này nè. Ok, ta chế luôn ha các bạn. Xài đỡ đi. Nghĩ là mình sẽ hai vô thế nào cho ta, hai thế vô cái dòng này đấy ha. Cái dòng này thì đây là cái Umbra ring ha, sẽ tăng đam mấy con đệ mình lên một đam. Mà thôi mình sẽ cất nó vô đi ha. Để còn đánh boss nào. Cất vô đây để các bạn. Rồi ok xong. Lẹ lên ép đồ vô nữa. Sẽ ép này quách điên đi hết các bạn. Đây rồi, NC rồi. Reform. Đây, quách điên, không nói nhiều. Bụp, thêm một cái vòng nữa các bạn. Đây cái đã. Rồi ok xong. Còn gì đâu? À cái này lát sẽ review cho bạn coi. Có cái gì vô đi. Rồi giờ thì chúng mình đậu xanh 7 giờ tối rồi, đậu xanh tới giờ đến boss rồi. Để mình lấy sắt ra, lấy mấy cái sập này sập lai ra lẹ để mình làm mấy cái đồ tự hỏi mấy em boss này được bạn ơi. Tới công chuyện rồi, đâu em sập này sập lai mình đâu tới rồi. Sập này nè. Sập này sập lai gì nó cần gì mình quá tiêu rồi. Và cần cái len đây nè, với xương. Chắc chắn là sẽ cần xương và cần thêm cái len này nữa, mình nhớ mà. Thời ở ba công thức này mình nhớ cái một gì, đùi sẽ thôi chưa lâu mình cũng quên nha các bạn. Người ta phải chơi thật đá nhanh thắng nhanh được. Tại tối quá rồi. À, mình lên mua thêm mấy cái len của nhỏ này nó có bán ha các bạn, rất là sướng luôn, mình không cần đi farm ha. Mà mình nói chung là mình có đó, mình để bên kia mà thôi là biết chạy qua lấy bên đây cho gần. Đây nè, nó có bán này không? Len bán len nè. Bán mấy cái này luôn, đủ thứ hết trơn. Nó bán mấy supply, supply luôn nè, vãi chưởng. Khi mà mình giết xong con Destroyer này bắt đầu bán supply ha. Giết con Twin xong rồi bán supply, rồi giết xong con Skeletron Prime thì nó bán supply ha. Nói chung là chúng ta tới đâu đạt được tới đâu thì nó sẽ bắt đầu bán tới đó ha. Đấy. Cho nên bạn thấy đây là số lượng sub nào sau like của mình nó khá là nhiều là mình mua đó. Làm biến mua cho lẹ mọi người. À, còn cái gì nữa không ta? À mình quên đó, mình đi tính làm mấy con boss mày đánh mà đậu xanh mình quên quẹ gì. Lẹ. Trời 8 giờ tối bạn ơi. Ok nếu đêm nay đánh không kịp mấy con boss này thì để ngày mai đánh tiếp. Boss này tới số với mình này nay xác định luôn ha. Ở đậu xanh xong được ta. Nè ơi. Ủa mình khoan, các bạn đều xíu để mình hỏi lại coi sao mà không làm được ta. Nói chung là tập tới đánh con Distur thì hai con nó bị sida, còn một con thì bị đánh nó hơi bị mạnh. Đây sau này. Đâu rồi? Đâu. Ủa. Xương nè. Rồi nó đâu? Đây. À quên, tờ thiếu sắt hàng gì nãy giờ kiếm con này boss bằng sắt này nãy giờ mình không lấy sắt. Trời hàng gì? Trời đó bạn ơi, lâu lâu cũng phải nhớ con quên con hức xíu chứ. Quên lấy thôi chứ không phải quên hức ơi. Mấy con này thì có sắt cần sắt là chắc chắn rồi, mình nhớ sắt phải để đâu đây. Lấy luôn cho lẹ. Đậu xanh cái gương này hết sắt rồi. Gương dưới đây, gương này mình còn nhiều sắt dưới đây lắm. Con quỷ người sói nó kiếm mình các bạn, thôi kệ cha nó. Rồi làm chơi đi 9 giờ tối rồi. Oh shit, chắc đêm nay đánh được Twin quá à. Nay đánh Twin ngày mai em đánh Skeleton Ram ha các bạn, vậy đi đánh hai con cùng lúc này hơi bị mệt. Đâu rồi? Đây rồi. Cái gì vậy? Có cái súng gì đây bạn nào mình cũng biết luôn. Làm tới hai con này cũng được, ba con luôn đi giống qua ba con Mechanic A với con ba con Mechanic School, ba con Skeleton Ram luôn các bạn. 4 con không ta? Thôi ba con đủ đánh ha. Thôi đỡ rồi, chế 4 con luôn đi. Đó. Rồi, chế cái nữa đi. Rồi. Xong. Nè mình nhớ mình cứ để đây nè. Cái len á. Nè ha, mình có cất này cả đống nè. Nãy mình đánh lúc mua nó có đó các bạn, thôi làm biến quá. Các bạn đem qua mình cất mấy này vô cái. Nè đánh Twin ha các bạn, Twin là đủ thời gian đánh mấy con Twin kịp. Còn mấy con Skeleton Ram này từ. Chuẩn bị đồ nghề, chuẩn bị đánh boss ha các bạn. Rồi cất xác vô nè. Cái gương nguyên liệu rồi. Đây, cất xương vô luôn. Rồi cất này vô. Rồi. Xong. Gương sạch sẽ đẹp đẽ. Chúng ta chuẩn bị ta chuẩn bị thêm xíu đạn nha các bạn. Đạn như thế này chắc là nghĩ không đủ đánh đâu, cho nên mình sẽ chuẩn bị thêm đạn để mà bắn mấy con boss này. Con Twin chắc mình xài súng mình bắn đúng không? Khoái xài súng á bạn ơi. Súng mình thấy nó bắn sướng mà. Đó, làm nhẹ thêm nhiều đại diện nữa là quá là ngon lành luôn rồi. Đủ cho ta thôi mua thêm nó đi ha. Mình bắn tốn đạn lắm mọi người. Rồi chúng ta qua đến boss nào ha, các bạn chuẩn bị chơi nè. Chuẩn bị đây, khoan như cái này mình chưa ép, chưa ép thiệt chứ. Để ép cho xịn đi ha các bạn, rồi đừng đánh boss luôn cho nó sướng. Đây ép cái súng này coi. Godly hả? Rồi unreal là xịn này. Em số này luôn. Godly với unreal hả? Unreal liền, không nói nhiều. Còn gì để ép đâu. Rồi này không cần. Này gót ly rồi. Ép này luôn em móc xài chơi. Rồi gót ly rồi xong. Rồi chơi. Quýnh lộn. Mà nó cha mày tới số rồi. Mấy giờ ta? 11 giờ tối hả? A few moments later. Hello mọi người nha, mình trở lại nè. Đầu xanh mình mới đợi qua đêm khác mọi người. Ok, chúng ta đánh boss nè. Ôi khoan, đầu xanh đánh boss mọi người. Rồi, ra đây. Quýnh nè, bạn chè. Thì kỹ né mọi người. Còn xa các bạn, tâm, cần tôi được mấy tình huống này. Chó rồi, ra đây. Thì chó mình chạy bao nhanh đó các bạn. Nó đánh những con này dễ nhất là chúng ta chạy một cái đường ngang, chúng ta chỉ cần bắn vậy thôi là ok. Cái đầu cũng xanh nó hết đường rồi. Giọt một yên tâm đi ơi, chó mình mới lượm nó chạy nhanh lắm luôn. Con này sao mà đủ kịp mình. Là biến hình đó các bạn, cái siêu nhân rồi đó. Nên giết con người máy tối hai các bạn. Đây con người máy này nó cắn dữ lắm luôn, cho nên giết cái tướng mới được. Và thì cái thuốc mình bắn nó khá là nhanh luôn phải không? Tốc độ bằng hờ luôn. Rồi nó tâu quá mà, rồi chết con rồi đó, khỏe. Còn con quỷ kia nữa là sao? Bắn nó sắp mặt luôn, chỉ giỡn mặt với mình. Nói chung là còn mình con này thì mình ăn hiếp nó được thôi, nó không sao đâu. Dễ dàng. Biến hình hả mày? Này thì biến hình là siêu nhân, mày tưởng siêu nhân cái gì, mày biến hình mày mạnh lên. Da mày chết đi. Nó đánh mình không tốn nhiều máu luôn hả các bạn. Nói chung là con này dễ thôi. Rồi xong rồi đó các bạn ơi. Quá là đơn dễ nhanh gọn lẹ luôn. Chục này đi rồi đánh thêm con nữa ha. Ok, đến thêm con đi, ngại gì nữa. Rồi, ra đây cô ơi. Dành đêm nay để mà đánh con này à. Cái đậu xanh không để ý nó hết đạn rồi. Tới một chuyện chứ. Giọt lẹ thôi. Hết đạn rồi, lấy bắn bằng gì đó. Nhầm. Ôi nhầm. Đây. Ok, hello, xin chào mọi người nha. Mình tại đây nè. Đầu xanh nói chung là nãy giờ mình đánh 3-4 con Twin mà mình quên quay các bạn ơi. Nói chung là quay được có một lần à, có một con ha. Ok, cho nên là bây giờ sẽ đánh lại thêm một con nữa ha các bạn đây. Chơi nè. Bóp vô cái đã. Con đệ mình hay núp đâu rồi. Rồi xong, đánh nào. Hồi nãy giờ mình đánh đi đánh lại hoài luôn, đầu xanh quên quay. Cây thiệt sự luôn ha các bạn. Cho đánh với con Twin này thì cũng dễ dàng ha. Các bạn đừng có sợ nó, các bạn cứ bình tĩnh mà đánh thôi. Bạn nên xây một cái đường khá là dài để các bạn mà vừa chạy vừa né nó cho nó dễ hơn ha. Như là ưu tiên giết một con trước đi ha các bạn. Con kia nó chấm biến hình rồi đó. Rồi xong ơi, dễ dàng. Nãy chơi bẩn xíu các bạn, nhờ sự tôi giúp của y tá xíu ha. Thôi các bạn bình tĩnh lại, các bạn sẽ cứ có thể lấy được thành công ha, giành chiến thắng vang dội luôn. Rồi mình đã vừa đánh xong thêm một con Twin nữa. Nói chung là tổng cộng nãy giờ đánh 4 con Twin này đó các bạn, mà đầu xanh quay được có 2 con à. Không sao, nói chung là cứ đánh nó thôi. Bình thường mà, nó không có khó lắm đâu rồi. Mà nói chung của nó cũng hơi khó chứ ta, tại vì mình chơi expert mình thì đam nó bắn rất là lớn luôn, với nó gượm khá là nhanh nữa. Với lại và nó bắn rất là nhanh, tốc độ bắn rất nhanh, nó cạp rất là nhanh luôn, di chuyển rất là nhanh đó. Nói chung là hơi bị khó hơn so với mấy boss thường. Họ đánh luôn chắc nghĩ là kịp quá, Game đánh luôn thêm một con Skeletron Prime nữa các bạn. Đây, đánh thử luôn nè. À quên, nó sắp phá đạn nữa rồi. Tới chuyện chứ. Ok, hello mọi người nha, mình trở lại đây. Còn sao nữa đợi thì cuối cùng nó cũng qua đêm sau. Thì chúng ta bắt đầu đánh boss 27 giờ tối rồi. Ok, búp hút vô này. Rồi để em để ra con này. Rồi thêm con này nữa. Rồi quýnh hả các bạn. Ngay đây. Ok, nói chung là đánh với con boss Skeleton này thì nó cũng không có gì mà phải khó khăn thôi, chúng ta cứ thoải mái đánh ha. Đây, cái khúc thay đầu này nè thì các bạn đừng bao giờ mà đụng vô cái đầu đó ha các bạn, đụng vô là chết luôn á, nguy cơ chết lên tới 90% luôn á các bạn. Cũng giống như mấy con Skeleton ở bên đây rừng vậy á, cái thay mà các bạn đụng vô là nó dính nó luôn á các bạn, chết luôn á. Ôi, nó cống máu như điên luôn mà không sống nổi đâu. Đây, cái khúc này nè, tuyệt đối không được đụng vô cái đầu đó ha. Nãy nói chung là có đánh con Skeleton thì có cái đó là lưu ý thôi, chứ bình thường thôi, con này cũng không gì khó, bắn đánh dễ dàng ha. Dạ. Bạn nào muốn bạn hãy viết 4 cái tay tướng mà thôi sẽ bắn vô đầu nó xanh. Nó xay kìa cha, các bạn nó xay nước là chậm cho nên các bạn có thể dễ dàng né hay các bạn đừng. Bạn hãy dính được mấy cái tay nhưng mà các bạn đừng bao giờ dính cái đầu của nó thì lúc nó xay ha. Trời ơi, cái con Skeleton này cũng dễ đánh ha các bạn. Đầu xanh nó mới đụng mình. Mà má phải đã. Kìa, thay nó kìa. Sao mà dính được, cái tay nó không hấp nhiều đâu mà, cho nên là ta cứ thể dính được đam của mấy cái tay nhưng mà không được đụng cái đầu của nó nè. Giờ cái đầu này thì ta hay đụng thoải mái ha, nhưng mà cái lúc nó xay á, quan trọng là lúc nó xay thôi. Đát nó gần chết á, cái nó xay nó bay, rất là nhanh luôn các bạn, cho nên các bạn cẩn thận né nha. Cái đầu của xanh đào thế nha. Rồi sắp nổ đâu rồi, không hủy tay, cái tay đánh là đau quá tại đau rồi. Chắc mình chắc nhờ sợ giúp y tá luôn quá. Con đệ thì sao bắn phụ mình ta, bắn phụ coi mấy đệ này. Hồi máu cái đại ca ơi. Rồi đánh tiếp. Xây cái quần đùi chứ xây. Ok, chúng ta nên có một cái không gian mà nó đánh thoải mái hơn, rộng hơn, rộng rãi hơn để chúng ta thể dàn né skill. Các bạn muốn thì bạn hãy dùng cái súng này để bạn bắn. Không sao, nó bị bể hai tay rồi hả? Bể đá vậy. Ủa còn bể mới có cái là còn 3 cái rồi. Ây da, tính quên nó bóp này. Nói chung là dễ dàng thôi. 3 con Skeleton này sao mà đánh được mình. Ui. Cái này có vẻ xài cái súng này có vẻ lâu hơn ha các bạn. Thôi nó giật cho nó phê. Ây da. Đậu xanh nó quýnh đụng một cái này nhưng mà không sao, không hấp nó đâu bạn ơi. Để một cái tay nữa là còn 2 cái các bạn, còn cái đầu với 2 cái tay nữa thôi. Rồi bắn nó để, đúng rồi bắn nó còn một cái đầu nữa thôi, cái đầu với 2 cái tay nữa thôi. Cái tay nó 2 tay nó sắp hư luôn rồi, hấp bể này. Dễ dàng. Ê da, đậu xanh nó đụng đầu nó rồi. Mà cái đầu nó không xây thì không sao, cái đầu nó xây là mình quảng hốt liền. Để nó xây nữa kìa, bà đại cha mày còn cái đầu không à, mày chết đi. Rồi, đúng, quá là đơn giản ha, chúng ta cứ đánh bình tĩnh ha. Bình tĩnh là sẽ giành chiến thắng. Chứ đánh là mất bình tĩnh là thôi nguy cơ thua rất là cao luôn á. Rồi, một túi nè, còn 2 con nữa ha các bạn. Có mấy cái nốt này để ta đọc chữ thôi nhưng mà mình ngu tiếng Anh đó chứ. Đúng bù luôn á chứ, trời ơi. Này là mấy cái nốt này để nè đọc à, nó nói gì cái sau khi mà viết con đó thì cái reaction là gì ta, sự sinh vật hả? Reaction mình biết chứ, này reaction là ngoài gì ultimate accessory, nó có cái phụ kiện gì, nói chung nguyện hỏi hay gì, nói gì mấy cái gì á cũng không biết nữa, cho nên là nói chung là không biết tiếng Anh thì không có dịch được. Thôi kệ, mấy giờ đem đánh thêm con nữa. 11 giờ là quá dư sức rồi, đánh thêm con nữa ha các bạn. Ra đây cô ơi. Tập trung đánh cái này ha các bạn, đánh cái đầu đó. Mày không thoát được đâu. Con Skeleton Prime. 42.000 máu nói chung là nó cũng khá là tâu đó ha các bạn. bắn đi, bắn hộp dưới này. Ui ui ui, cả cái bét nét kìa. Quay hả mày, quay đồ đồ cho quay. Né, cố gắng né. Ui, trình độ nét skill càng ngày càng lên, mà được dở. Bạn có luyện đã nói là trình độ nét skill sẽ lên cao. Ui. Ây da, trời đủ gì. Bắn già, da, lợi dính này. Chết đi, quỷ này, già. Cái đầu xanh nó cái tay nó quơ, quái đái quơ. Xây đấy kìa, bạn già, xây không, mày xây không, bắn hai bạn mà luôn là xây, mày xây không. Ui, giùm mình nó đánh ca, đi ca bay nhanh chứ hả? Bán là về vải chịu bán luôn. Cỡ tầm mấy máu rồi, mình thấy không ổn rồi, chứ mình nghĩ là sẽ cần sự tôi giúp y tá luôn chứ biết sao giờ. Chúng ta cứ bình tĩnh thôi, đánh được thì đánh được thôi. Dạ, yeah. Đậu xanh nó chỉ mình cái nó vải chữa nó chĩa. Tiếp tục xài thử cái thuốc này cho nó khỏe. Dạ, yeah. Thấy không ổn rồi, mình giúp y tá thôi. Cái đầu xanh y tá chít á. Em giỡn mày đi cao ơi, y tá ơi. Rồi bị kẹt nó chứ gầu rồi chứ thế nữa ngụm cu xin rồi đó. Tôi tỏi luôn ơi, vãi trưởng đi quéo đi. Rồi quỷ nó bắn bơm chứ. Ồ bể cái này hồi nào cũng không hay luôn á. Để ra bắn phụ coi mấy để lẹ giết nó coi ngay từ sáng bây giờ nè. Ý nó đường lách luôn. Ôi còn hai tay kìa, sắp bể rồi ơi. Ây da, quay cuồng đồ chứ quay mà nó ai dàn quay à. Dừng điện thấy bàn luôn. Dừng. Còn cái tay cuối cùng ơi. Rồi vậy là còn cái đầu cù lẳng là đường què gì nữa vậy. Rồi xong luôn, còn cái đầu nó thôi. Lấy súng anh bắn hai bạn luôn. Mẹ bà mày. Nhờ lấy cung bắn cho lại hả bạn. Mua tơ cho đầu mày nè con. Sợ chưa. Bắn nó để đúng rồi. Bắn cho mày nhường. Xài đủ loại vũ khí luôn hả mày. Đúng rồi, chết nè. Rồi xong thêm con nữa, quá là easy luôn phải không. Rồi mình giết được tâm con gì kìa. Mấy giờ 3 giờ sáng hả. Rồi vậy là không đánh được kịp rồi. Vậy là mình còn hai con. Ô, con cuối cùng nữa giờ mai. Sáng mai mình đánh luôn đi ha. À, cái này giục đi. Thôi. Rồi con cái này bán được ta, như bán được à, bán đi tiền nữa đi ha, cái này giục đi vậy thôi. Giờ mình đợi tới ngày mai mình làm biến lắm, mình đợi tốn đúng lâu luôn á, đợi để máy teo máy đúng tốn thời gian luôn á. Thôi cho nên là nghĩ là sẽ cất vô đi các bạn, đánh hai con được rồi, làm biến đánh thêm quá à. Tạm thời là vậy đi ha. Rồi cất vô đi, nào rảnh lấy ra đến tiếp ha. Cái toffee mình để đâu vậy ta? Mấy cái huy chương này nè, để đây đỡ đi ha. Mấy cái nốt này nó để đây đỡ đi. Rồi còn cái đầu này thôi dục luôn đi ha các bạn. Này dễ làm lắm. Hay mình mua cũng được đó, nó có bán. Đây nè, để mình chỉ hàng bán đồ tiêu hao boss cho bạn coi nè, này nè. Khi chúng ta giết con boss đó xong nó mới bán nha, chứ chưa giết thì nó không có bán đâu bạn ơi. Đây nè, hàng cua này nè. Nó chuyên bán mấy đồ tiêu hao mấy con quái ha. À đây, à, giờ nó bán mình giết xong 3 con boss mechanic thì giờ nó bán rồi nè ha. Nó đã bán có nhiều thứ khác nữa. Mấy con này là mình đã từng giết hết rồi đó, nhưng mà từng giết hết rồi giờ nó mới bán đó các bạn. Rồi vậy đó, chung vậy đó. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu mở túi thì làm một số thứ hay ho đi ha. Rồi mình xài cũng bắn quá chừng bắn luôn, muốn hết đạn luôn, còn 700 mấy viên à. Mấy ngàn viên luôn đó các bạn, mà bắn muốn hết đạn luôn, quải thiệt luôn. Rồi mở hộp nào. Bum bum. Bum 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 bum. Rồi xong. quả nào nhiều cái stand tiên này quá ha. Ok, này rất là cần thiết nè. Sau Prime nghĩa sau 7 đây cũng là đủ rồi. Mà mình có thể mua thêm, mà tại vì khi mà mình giết xong mà mình đạt được mấy cái này á, mình có thể mua nguyên liệu từ cái con nhỏ giáo sư tiến sĩ dưới đây nè. Vải chữa rồi. Đây nó đang hóng gió vào đây ha. Đây nó không, giờ nó có bán nè các bạn, cho là tao cứ mua thôi, không có cần đánh nó nhiều đâu. Và nó bán thêm mấy cái halo ba luôn hả, quả chữa mình cũng mới biết luôn á, tụi nó không bán rồi nó bán luôn. Rồi nói chung là vậy đó. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu xuống, mình có độ rồi, giờ mình sẽ bắt đầu chế ha. Gì nói vậy? À, tụi xanh đi xuống mình nó gớt xuống đây giật mình rồi. Cái Twin mắt này cho mình cất cái vô luôn đi quá. Cất chung với cái đầu của con Destroyer đây đây nè. Lấy ra để qua đây chung này cho vui ha. Này là chiến tích khi đánh boss hả, thắng hả? Đó, để đây đi. Lấy đầu này để cho vui. Rồi. À, mình tính làm gì qua này? Mình tính chế độ đúng rồi. À, như đây đủ chưa? Mình lấy nhớ mình còn cái thân xe rồi để mình làm cái xe khạc chưa? Đây, lấy cái thôi. Cái này mình lấy một mảnh thôi. Một mảnh luôn. Rồi, giờ mình sẽ chế một chiếc xe. Chiếc khạc các bạn, chiếc xe mỏ mà. Biết đây chế được ta. À, quên kia chế gì á. Mình còn thấy lấy thêm cái sau bọc mai nữa để mình chế mấy cái thứ hay ho nữa. Rồi. Rồi rồi, shop mai đây rồi. Đây. Chúng ta đã đủ 3 cái shop shop mai, shop fry và shop size. Yes. Rồi chế độ bạn ơi. Trong tập này cứ đánh boss chế độ ha. Vậy làm đã đánh xong 3 con boss cơ khí rồi, chuẩn bị sẽ có một chuyến đi kilo qua gần để mà tìm mấy cái life fruit ha các bạn, để mà mình lên được 500 máu ha, 400 máu thì còn hơi ít với mình á. Rồi bắt đầu chế độ nào. Đây chiếc xe mechanical cart ha các bạn, từ 3 cái con boss cơ khí ha, 3 cái bộ phận để làm nên một chiếc xe đó đó, đeo vô. Rồi nói chung ở đây mình không có đường ray cho nên không có test được, cho nghĩa là sẽ là xem một cái đường ray nhỏ nhỏ để test cho các bạn coi chiếc xe này. Chiếc xe này bán thường cũng có mà không có gì hấp dẫn đâu, mình để coi coi nó có bán không. Biết mấy hàng xây dựng này nó có bán đường ray không ta, mình coi thử ha. Building block không có này, basic block, torch không có rồi, vậy là không có bán đường ray rồi. Đường ray làm sao cũng quên này, cần sắt với gỗ gì vậy nhớ không nhầm, lấy miếng sắt ra coi không ta, như nhớ nhầm là như vậy á. Đúng rồi, sắt với gỗ thiệt. Nãy đường ray mình mới chế được, mới bấm nhẹ xíu mình chế lấy cũng 8 cục sắt mà chế được 400 mấy đường ray luôn, vãi chưởng đúng dài luôn á. Đây sẽ là một tiếng đường ray từ Bắc vào Nam luôn. Đùa xíu thôi chứ. Ok thử nào. Đây. Lên. Đây bạn thấy chiếc xe mình chưa? Ồ nổ. Trời ơi, xe nhìn đúng bự luôn ha, đúng ngầu luôn các bạn ơi. Đây là tỉ kỹ xây đường ray mình ha, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Rồi để xíu nữa mình xây một cái đường ray dài cái. Rồi đây là chiếc xe mà đây mechanical cart các bạn, nó chạy rất là nhanh nha các bạn, tốc độ nói chung là cực kỳ bàn thờ luôn này, phải không? Trời ơi nhanh phải nồi, bánh nó quay rất là rất là nhanh rồi phải không? Nó đây thì nó có thêm một cái tia laser sau lưng nữa, như là cái quả tiễn này, nhìn nó rất là ngầu ha các bạn, nó rất là bự luôn á, nói chung là vậy đó. Rồi còn là thứ mình cần làm nữa. Hay mấy chó mình chạy nhanh chưa, cho sói này, cưỡi cho sói là ngầu liền. Rồi làm thêm vài thứ nữa. Đây cái tiếp theo mình cần làm đó là cái này mình làm rồi, cái này cũng làm rồi, nguyên bộ halo ha, không có cần làm. Và chắc chắn là mình đang cần làm cái cây rìu này nè, cây rìu với cái big x luôn đó, mình sẽ hài hế vô cái cây big x titanium này của mình ha. Repeater này tập tướng có làm chưa ta, chung là cái repeater này thì cần á, nhớ chưa làm gì á, là để mốt mình nâng cấp bên Terra kia ha. Cái lo này của Last Symphonic hả? Đủ giờ quái nội nó phun ra cái lo luôn, phun ra âm thanh nhìn kinh khủng quái nội vậy. Có cái mình đang cần làm mà mình thấy nó không có trong cái danh sách này. Khoan, cái này mình cần làm nè. Mấy cái này mình có thể nâng cấp lên được Terra luôn nè các bạn. Mấy cây phóng dao này nè. Rồi phóng dĩa DK, một lần phóng 3 cây. Vãi chưởng. Đi uống nước rồi bạn ơi. Các bạn để xíu nha, mình lên hỏi hàng Rui cái này. Crafting server fry. Đây, mình cần làm cái lò này. Sau fork là cần thêm cái adamantite fork. Ok, quá easy luôn. Cái này luôn, cần spider fan 5 cái. Ok. Làm cái này không ta? Submine, subsnide, supply, đủ luôn, làm được cái này luôn. Làm muốn làm thì làm, lát mình làm luôn. Và còn cái cánh này nữa hả? Vãi đá cái cánh này. Ồ, cánh này vãi đá, cánh này hơi bị khó làm luôn à. Đang tính làm gì nữa không ta? Cây này làm được không? Ok, này làm được luôn nè. Thôi mình cây này mình nhớ mình xài rồi, nó tù lắm, mình review rồi nè. Đôi dài này. Ok, đôi dài này mình làm được nè. Mình nâng cấp lên đôi dài ha. Nhiều thứ quá ta. Đậu xanh. Ôi là được cái cánh này luôn hay gì nè. Vãi đó, cái cánh này mình nhìn nó ngầu đét dữ tệ. Mình lát mình làm thử cho bạn coi luôn. Cần quá chừng sâu luôn ha. Thì quá dễ. Rồi. Cái gì đây, cái súng gì đây? Cái voi hết này mình cũng không biết nè. À cái mảnh này nè, lấy cái cảnh này mình làm được đồ nè các bạn. Đó. Quá chừng đồ luôn không? Ok. Tự bạn đợi xíu nha, thì mình xuống mình lấy đồ ra mình chế mới được. Nhiều đồ quá ta. Các bạn đợi xíu nha, mình cất đỡ vô gương nào lát mình lấy ra lại. Ở đây có cất vũ khí đây nữa ta. Toàn tử vũ khí trái phép đây luôn, vãi. Các bạn đi kiếm cái gương nào, tóc tóc mình bỏ bớt hút cho đi ha, lát mình lấy ra lại. Chứ nhiều đồ quá. Đây, cất đỡ vô gương này ha. Đem nhiều đồ quá. Rồi xong. Hút nhiều quá ha. Mình sẽ có cái biết X vô cho đi ngủ nghỉ hưu, hai bạn sẽ xài qua cái biết X này. Vừa ghiều vừa biết X ha. Sẽ ép nó lên shop. Ô lộn thằng này mà. Reforge chứ. Speed. Đúng rồi, mình đang cần speed nè, chỉ cần speed thôi chứ không cần gì khác hết. Rồi cái này sẽ cất nó vô ha. Đấy, từ đây mình sẽ đổ qua cái này rất là xịn. Cái cúp hồi sẽ cất đây hả? Đó, cất cái cúp vô luôn hả các bạn? Rồi xong. Repeater này cũng cất vô luôn. Ôi, repeater này có làm rồi hả? Tưởng đâu tập trước mình chưa làm nữa chứ. Cất này vô luôn nè, cất này vô luôn. Rồi mình lấy mấy cái sâu mà được. Mình nói chung mình mua cũng được nữa. Fly nè, subnai nè, sub này nữa nè, 6 cái ha, tổng cộng 6 cái sau luôn nè. Spider fan của mình đâu ta? Nhớ còn nữa. Đây còn nè, còn 5 cái ha. Rồi. Giờ mình có thể mua được cái lò luôn. Basic furniture không phải, nhầm rồi. Advai furniture. Đây mình hãy mua thêm một cái Titanium Fox nè. Đó, lát mình nâng cấp lên. Rồi, giờ mình qua mình chế đồ ha các bạn. Khoan từ để mình chế cái này trước cái đã. Cái này là một món, nói chung là món phụ kiện mình không gồm, mình đang ấp ủ đi muốn chế nó từ lâu rồi nhưng mà chưa được, giờ nó thể chế được đây. Là tier gift ha. 5 cái Spider Fan, 8 Halo, 3 Soul Fry và Soul Upnight ha. Đấy, bạn thì đọc thì nó rất là nhiều chữ nhưng mà chúng ta chỉ cần chú ý là cái Little Westminster will disappear if ego moset ion increase maximum amount of million by 3 đó phải không? Đó, nó là nó tăng mấy con để mình lên số lượng để mình lên 3 con. Trời ơi, 3 con là nó rất là nhiều đó các bạn. Một cái món phụ kiện mà tăng lên 3 con là rất là nhiều đấy. Cho nên là mình sẽ làm nó rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Mình sửa lại nó cái hàng rồi mình mặc nó luôn. Quách điên đi ha, không nói nhiều. Rồi, chứ nghĩ nó sẽ hay vô cái lava chan mà, chứ lava chan này mình cũng không có cần gì hết trơn. Rồi, vậy là quá là ngon lành luôn. Cất lava chan vô bạn, từ từ nó phụ kiện mình nó càng lên á. Cái gì đây? Dạ mình đeo này vô nó bị đốt máu mình ta. Dạ cái này khó dữ ta. Vậy mình không đọc chữ rồi. Mình coi cái Mình sao mình xài vô đó đốt máu người ta, nó nói là cảnh báo nè, nó sẽ sử dụng, nó sẽ mất ăn máu của mình á, nếu mà full set ammo không được mặc, phải giả vậy. Nó nói là phải xài nguyên cái đồ của class nó luôn á bạn ơi. Chung là cái này mình cũng chưa biết xài sao này. Distur Wigmonter, như là mình phải cần có cái món nguyên cái bộ giáp EGO á, nó mới xài được cái này thì chúng mình chưa xài được, thì dễ đầu xanh nó mạnh và nó đốt máu mình phải trưởng luôn. Chung là cất cho đi mốt mình mới xài được. Bị mệt cái này mình phải tìm hiểu thêm thôi. Các bạn nào biết thì có thể comment dưới ha. Cất này vô đỡ đi, chưa xài được, nó xài vô nó đốt máu mình có chuyện đốt luôn. Rồi dùm lên cấp lên cái lò kia để mình chế một số thứ nữa. Chắc mình qua kia mình chế. Đó, bạn thấy không? Đấy, cái vậy này nãy đầu video mình có mua cho bạn nhưng mình chưa test ha, chưa test với mấy con boss gì, mấy boss nó bay nhanh lắm, mình tiêu hộ con này đứng có chỗ mà cho nên là không được. Mấy con quái mà đi ngang cái này nó mới đến khám các bạn. Này, nó quạt rất là dữ dội luôn á, rất là ngầu. Rồi chế cái này ha. Nhiều thứ hay ho để chế với ta. Tạm thời mình sẽ chế cái lò này trước. Để nó dưới đây đi ha. Đó, làm được rất nhiều thứ hay luôn. Mà khoan, sẽ làm thử cái cánh này. Đang muốn làm thử như thế nào. Một cái nè. Và cái này làm luôn. Còn gì nữa không ta? Mấy cái này là cái gì đây? Không biết luôn. Có gì nữa không? Như hết rồi bạn ơi. Rồi hết rồi. Xuống đây mình sẽ làm một số thứ dưới đây. Này là nguyên bộ giáp Cyberpin ha các bạn, Cyberpin ha. Dành cho class 3 hai bạn, class âm nhạc rồi đó. Đó. Đây có cái đồ có âm nhạc này, mình sẽ làm thử cho bạn coi luôn. Vãi nồi, nguyên cái kèn tay luôn, vãi đá nó cầm nguyên kèn tay nó hỏi luôn bạn ơi. Bự chứ. Nói chung là bắn ra một cái tia ha. Vãi chưởng, cái này cái gì đây? Cái này là gì ta? Không biết luôn mọi người, kệ đi. Đây là cây dao, vụ phóng dao giữa đại ca. Thôi bạn thấy phóng dao nhiêu nữa, bắn pháo hoa vậy tại. Phóng dao mà coi bạn, pháo hoa nổ bóc là phải chưởng vậy phóng. Rồi tội tiểu lý phi gia này các bạn thấy không? Ngoài nồi phóng dao mà sao nó nổ pháo hoa dữ ta? Đẹp thế nhỉ? Lạ. Này là cái gậy phép nè. Này là cái kiếm nè. Này là cái cung nè. Cái cung này cần làm này là cái vô nè. Này là gì đây? Này là không cần, chắc chắn luôn. Cái này đi, này là gì đây? Làm thử luôn ha. Mà khoan, đây. Nói chung là đây đã đánh thêm được con Twin, The Twin. Mình giết nó 4 lần, chết 3 lần. Vãi chưởng à. Thời gian giết là 1 phút 23 giây ha. Bị dính 26 hit luôn. Ủa 36 hit luôn, máu hấp với cả 6 máu luôn, sắp chết luôn. Chung là cũng hơi bị khó thì mấy con boss expert mà. Skeletron Prime mình giết 2 con à. Chết 1 lần. Vãi chưởng. Đấy, máu rất là 20 máu à, sắp chết luôn. Ở chỗ này đã đánh xong 3 boss khí bạn, Twin, Distur và Skeletron Prime ha. Rồi vậy đó. Giờ mấy điểm mình chưa đánh được mấy cái sự kiện hải tặc nè, chưa đánh sự kiện hải tặc ha. Ủa? Visca mình nhớ đánh rồi mà sao nó chưa vô đây ta? The Win Series cũng đánh rồi mà. Kỳ vậy? Sao nó bị mất rồi? Sky có tới đánh gọi luôn mà, mấy con này đánh gọi mà. What the hell? Làm chắc mình phải đi đánh lại thôi chứ mình nguyên hàng qua đây mình đánh hết rồi mà ta. Con này nhớ mình đi đánh gọi nè. Ủa đánh vô ta, như gò gì á. Con này con gì mình thấy lạ vậy ta? Con này cũng chưa nè. Nói chung là mấy con bên đây mình đánh hết rồi mà. Con skin này, sự kiện này mình chưa đánh thôi. Con này con đắt mét là con gì cũng biết luôn. Con này mấy con này mình đánh gọi mà. Khoan chắc để em đánh lại cho mới ghi nhận sự kiện quá. Thôi kệ ha. Rồi cho làm sẽ review một số thứ này cho bạn coi. Nó có 2 cây nè các bạn, mình mới làm nè. Cây này là để tiêu hồi con quỷ này nó quạt phải không? Còn cái này là để tôi hỏi cái gì đây, thử coi. Đù. Vãi trưởng ơi, tiêu hồi nguyên cái cây kiếm luôn. Chà bá nữa hay mà nó y chang như cây Terra Best cho ta. Cái này là con đệ luôn không? Nó tính là đệ không? Rồi nó chiếm 2 slot luôn các bạn, mình không biết nó chém là sao nữa. Rồi nhìn nó bự dưới ta. Hại não rồi. Phải thử thôi. Rồi, đợi một xíu nha, lên đây mình mua đồ cái. Mua mấy con này để mình triệu hồi được nè các bạn. Shop này, mua con này nè. Mua con Mimic luôn. Gem mua slam nè, được triệu hồi được Gem mua slam và pin jelly luôn nè. Này con Dancing Slam, Sen Elemental, hai Golem. Rồi để làm triệu hồi mấy con này ra. Không quên nó sẽ tiền ở đây, mình sẽ hỏi được mấy cái này làm gì nữa. À, ok hiểu. Rồi mình sẽ xuống triệu hồi thử mấy con này để cho mấy cái kiếm mình để đánh coi ra sao ha. Quýnh nó kiếm rồi. Quỷ này ngu với ta. Con quỷ mình triệu hồi ra nè. Kẹt đây rồi. Đu. Làm gì ra nhanh gọn lẹ phết nha. Nó quay vô nó xây sinh tố rồi. Rồi quýnh này. Đó, ok làm gì khá nhanh, đam nó cũng lớn nữa. 75 small down đó bạn, rất là lớn luôn á. Ok, good job. Rồi, triệu hồi con này thôi. Bốn này. Game một slam. Đó, xây cái giữ luôn. Ok được. Cái kiếm này mình thấy nó mạnh, đánh giá là good job. Rồi, nó giết một cái mồi luôn ha. Nói chung là rất là mạnh. Rồi xong, chúng ta tiếp với món tiếp theo là cái cánh gì đây? Cánh này cũng chưa xài lần nào cho nên không biết ra sao. What the hell cái cánh này. Thấy nó bay nhanh với nó cao nữa nhưng mà mình không thấy cái cánh luôn. Mình đang có mang cánh không vậy? Mình không thấy mình mang cánh luôn mọi người. Mình nội xài cánh vô như ẩn cái cánh mình luôn. Vãi trưởng này. Mình sẽ test thử cái độ cao của cái cánh này với cánh của mình lá của mình ha. Nếu được thì mình sẽ thay đổi luôn cho cánh lá mình nghỉ hưu luôn. Nên mình sẽ test thử từ đây ha. Mình sẽ bay thử lên. Đây, chung là tới đây. Đây để mình đánh dấu cái. Nãy mình thấy tới đây nè. Rồi giờ sẽ test vô cái cánh này coi nó bay cao hơn không à. Hô bạn ơi. Không, nó chuẩn chưa, mình thấy nó cũng ngang. Mà khi mà mặc cái cánh này vô mình không thấy gì luôn. Nên là thôi đi. Xài cánh kia đi cho nó an toàn. Không có gì hết luôn. Đây là cái kiếm mình review cho bạn coi nè. Mấy cái tập mà mình sẽ review mấy cái kiếm của nó. Đó, như thế này nè. Chém nó ra một cái tia ha. Đó, 3 tia, 2 tia. Lâu lâu nó sẽ chém ra 3 tia, 2 tia một lượt đó, thấy không? Chéo luôn. Nhiều đam đây, 100 đam. Ôi, mạnh rất là nhiều so với kiếm Titanium của mình. Mình sẽ đổ qua kiếm này luôn các bạn. Kiếm rất là hợp lý luôn này, thấy không? Rồi, tập này sẽ cho kiếm Titanium mình vô nghỉ hưu này chắc chắn rồi. Và tiếp theo là cây gậy phép 50 magic dam. Mình test thử đi. Chữa là một cái cục nhỏ ha. Mình thấy tốc độ bắn nó rất là chậm. Mà cũng bình thường thôi. Cái này chữa phép bình thường không sao. Cái này đã review rồi. Phóng dao ha. Cái này cái gì đây? Ồ, mấy nó bắn ra mấy cái tia nè. Hợp lý phết nha. Khá là nhanh các bạn, tốc độ bắn ra nhanh á. Được. Còn cái vô này thì các bạn chưa biết thì nó sai vậy thôi, nhưng mà sẽ có, nếu có kẻ địch kế bên nó sẽ bắn luôn ha các bạn. Rồi đi kiếm con nào đây, test cho bạn coi thử ha. Rồi khoan để mình làm việc nhanh quá. Để có mấy con đệ vô ha các bạn, để mình làm không được rồi, làm việc nhanh chăm chỉ quá. Đi qua corruption một xíu ha. Corruption là sẽ rất nhiều quái, nãy mình xây cái nó ra nó kiếm mình quá chừng luôn, cho nên mình sẽ qua kiếm nó. Con này láo lắm rồi. Đây tới nè. Ra đây coi. Nãy nó gửi cái quýnh mà dữ lắm. Đây nè. Đó phải không? Khi mà chúng ta xây nó sẽ ra cái tia để nó bắn địch ha. Xây nó vậy đó các bạn. Có cái tia bắn địch ha. Rồi, chung là gì đây là cái Yoyo. Yoyo Eye of the Distur, đây là cái con mắt của con Distur đó các bạn. Phải trưởng nè. Đây là cái cung Destroyer ren. Test luôn cho bạn coi ha. Đó, bạn thấy tốc độ bắn nó phải nó rất là gọi là kinh hoàng luôn, 45 random nhưng mà mình chưa ép gì đó. Bạn thấy bắn nhanh chưa? Quá nhanh luôn chứ gì. Nhiều đam. Nó là mạnh hơn cái cung mình đang xài nè. Ok, cũng gần ngang với cái cây Titanium Repeater nè. Repeater bắn cũng khá nhanh, cung này bắn khá nhanh nữa. Ok, được, mình sẽ hai cái cung này để mà xài luôn. Rồi, nói chung là hết rồi, mình đi về nè. Bay về thôi. Rồi, còn cái này mình sẽ cất nó vô ha. Một số món mình sẽ bắt đầu thay thế ha để mình xài ha. Nè mình cất mấy con để vô mấy kia quá mà quýnh mình muốn chết luôn phải chuẩn này. À, cất mấy cái halo này vô đi. Cái là Terraria gift này đi nè. Mấy nồi máu nó hút như điên rồi phải không? Đốt máu với nồi luôn. Thôi đại ca này phải nghiên cứu lại rồi. Bạn đã biết thì mình dưới ha, mình chưa diễn gành cái này nữa. Thôi còn mấy này sẽ cất vô. Đấy. Kịp sai hả? Supply này nữa nè. Supply nữa nè, quá chuyện sâu luôn. Rồi kia này để đây. Mấy cái vật liệu nữa đâu này. Mấy cái vật liệu này nãy em cất đâu ta? À gương này, cất vô luôn. Cất này vô luôn. À mấy vũ khí này mình sẽ nghĩ là mình sẽ cất cái cung Eternal này vô đi các bạn. Nói chung là tốc độ bắn nó khá là chậm ha, mình khá xài cung này hơn, cái cung này bắn nhanh hơn nè. Chứ nó bự nó mà không, nó cầm cái cung chà bá luôn này thấy không? Nè, dục ra cho bạn coi luôn. Đó, bự chưa? Vãi đáy bự luôn, không biết bự nữa nè. Phải nó dục vô cái đèn luôn ta. Đây, mà thấy nó bự cho bự hơn mình luôn mà, phải chưởng. Sẽ cất cái cục này vô cái gương này ha. Gương này chuyên gia cất mấy cái vũ khí này. Đó, vậy đi. Cái kiếm này mình sẽ hai với cái kiếm Titanium của mình vô luôn ha các bạn. Đường vũ khí rồi, đây cất kiếm Titanium của mình vô luôn, rồi để kiếm này lên. Mấy cái này cái để đây đỡ đi ha. Cái để mình quá chuyện để luôn đi. Cất cái này vô luôn các bạn, cái cánh đó nè. Cất cái này vô luôn, cất này vô luôn, cất này vô luôn, cất này vô luôn. Rồi xong. Cái cánh mình sẽ cất qua cái gương khác. Cụ thể là gương nào mình cũng chưa biết nữa. Tạm thời cất cái cánh vô đây đỡ đi các bạn. Rồi mấy cánh thì cất đâu ra. Rồi nói chung là cất đây đỡ đi ha. Rồi. Rồi tống cái gương rồi đó. Rồi giờ mình lên ép đồ nữa là khỏe rồi. Cho một số món đồ nghỉ hưu ha các bạn. Rồi xong. Để này đi. Rồi. Rồi. Giờ sạch sẽ đẹp đẽ rồi đó. Giờ mình ép đồ nữa sau là mình nghĩ spam dừng về tay luôn ha. Legendary nè. Quá ngon. Cái cung này luôn. Godly nè. Unreal nè, Unreal là quá xịn này. Rồi. Hết rồi. Xong. Ok, vậy là xong tạm sắp ơi. Nghĩa sẽ tạm dừng video chúng ta hôm nay đây ha. Chúng ta hôm nay em đã đánh xong ba cái con, lộn hai con à. Tập trước đánh thêm con Distur, tập này đánh thêm con Twin với con Skeletron Prime các bạn. Vậy là chúng ta đã đánh xong ba con boss cơ khí rất là dễ dàng. Đó, có chiếc xe Michael này nhìn rất là ngọc và ba chạy rất là nhanh luôn. Và làm được một số món đồ để thay thế ha, nhờ cái cung này ha, bắn rất là nhanh luôn. Tụi bác phải gọi là bàn thờ luôn. Cái cung này nữa, cái cung này nữa, cái ghìu này nữa. Đây sẽ test thử tốc độ xài của cái ghìu này cho bạn coi. Tốc độ đào chứ phải. Đây. Rồi, hay chưa? Nhanh phải chữ luôn. Lỡ đập quá chừng rồi. Khoan. Cái búa mà đâu ta? Đập cái đất kìa. Nó xấu quá. Rồi vậy đi. Đây, bạn muốn test tốc độ đào thì bạn sẽ xuống đây. Sẽ ok hơn. Đây. Đó, thì tốc độ phải gọi là kinh khủng quá trưởng luôn, đào nhanh vãi nào luôn á. Vãi đái con quỷ này. Rồi xong, dục. Và cái kiếm này. Rồi, test quái luôn. Đó, đó. Trời ơi, bạn thấy mạnh chưa? Cái tia của nó là 300 mấy đam các bạn. Đó, 300 mấy đam thiệt. Vãi trưởng cái kiếm chém tam đam, cái mấy cái tia nó là 300 mấy đam. Thứ gì chịu nổi. Rồi, 300 mấy đam thiệt. Vãi mạnh vậy. Rồi mấy con đệ còn nữa nè, chém như điên luôn. Triệu hồi quỷ này ra coi. Đó, vậy chưa? Quái nào triệu hồi được ba con này luôn á, một cái đầu con rồng. Rồi chơi nó đệ. Rồi quả thì cái này là mấy cái phiên bản nâng cấp của cái cây cái này là phiên bản nâng cấp của cây Terraprisma của bên 1.4 nè các bạn. Nói chung là bản món này không có Terraprisma đâu, nhưng mà sẽ có cái này. Đó, con quỷ này nó sẽ vừa hỏi gió rồi nó vừa bắn luôn, vãi chưởng nè. Để chơi ghê chưa, mấy đệ mình giữ chưa? Nói chung là vậy thôi, tập này có thêm một số hướng mới mẻ như thế đó. Nói chung là mình cũng đã tiến triển cũng hơn nửa chặng đường mod thôi rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng game về thật nhanh ha. Cái thì các bạn xem video nhớ like, share và đăng ký kênh không nha. Đó là động lực rất lớn để mà mình tiếp tục làm những video tiếp theo hay nữa ha. Rồi. Cái thì hẹn lại bạn những video tiếp theo nha. Bye bye. Ok, nói chung là tập xa mình cũng chưa biết làm gì, nói chung là từ từ đi ha, từ từ tính. Ok, hẹn lại bạn sẽ nhé, bye bye, hẹn lại mọi người nhé, bye bye. Đó, để quá chuyện đệ luôn mà mình hơi bị nhây luôn ha. Ok, bye bye mọi người nha, bye bye, tạm biệt mọi người nha, bye bye. Hello mọi người nha, bye bye mọi người nha, chào mọi người nha. Ok, hẹn lại bạn những video tiếp theo của Terraria nha, bye bye, chào mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người nha, bye bye. Anime thighs when she opened up so wide, I got a twinkle in my eye. Asian pussy is so tight, I just really wanna pipe. Oh my gosh, she got them big ass titties, she's only 5.